Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta lại đến thăm cơ sở bonsai Châu Giang. Vâng, Châu Giang bonsai cây cảnh Việt Nam. Vâng, ngoài cây cảnh ra còn có đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp. Địa chỉ tại km số 5, xóm 2, Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định. Hôm nay là ngày 22 tháng 6, 2021. Sau khi một cú điện thoại, tôi được biết là cơ sở Châu Giang đang tiến hành chuẩn bị cho một cái buổi khai trương bonsai Châu Giang. Và đây là các anh thợ trong cái đội ngũ trang trí về phông, về logo, khẩu hiệu đấy, với dòng chữ Châu Giang bonsai. Các anh đang hoàn thiện. Vâng. Đấy, đây Châu đây, Giang đây, và bonsai trên một cái tấm áp phích rất lớn đấy, các anh đang dần hoàn thiện nốt để ngày mai trưng lên. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta vào thăm cái dàn bonsai của Châu Giang. Tôi cũng giới thiệu thêm nữa là nghệ nhân sinh vật cảnh quốc gia Phạm Minh Châu chính là chủ nhân của cơ sở Châu Giang bonsai hôm nay. Vâng, như tôi đã giới thiệu với các bạn thì đây chính là ông Phạm Minh Châu. Vâng, chào ông Châu nhé. Vâng. Nóng quá. Nóng quá. Nóng như vậy mà tôi cũng vẫn vượt từ Ba Vì vào với anh đấy. Chào tất cả anh em vâng. Đam mê bonsai. Như vậy là với dòng chữ Châu Giang bonsai mà các anh thợ quảng cáo đang khẩn trương hoàn thiện, và với dòng chữ tinh hoa quất Việt, tôi cũng giới thiệu luôn với các bạn là cứ mỗi vào dịp mà đón xuân mới thì quất cảnh, bưởi cảnh, đào cảnh được Châu Giang bonsai chuẩn bị rất kỹ và số lượng rất nhiều để phục vụ bà con chúng ta vui xuân. Đây là cái khung cảnh chung nhá. Đây chỉ là một góc trong lán thôi, trong nhà thôi. Còn cái vườn nhà anh ấy thì với diện tích bao nhiêu ạ anh ấy? 8.000 mét. 8.000 mét. Vâng, với diện tích đất 8.000 mét. Nghệ sĩ sinh vật cảnh quốc gia Phạm Minh Châu thoải mái mà thể hiện, mà tạo tác, mà chuẩn bị những cái tác phẩm đẹp để đưa đến với công chúng. Gần 1.000 mét mà xa tít đằng kia, đó là cái khu vực mà những tác phẩm rất lớn chúng ta vẫn hay gọi là những cây bonsai khủng. Đấy. Thế còn phía trong này là cái dàn bonsai mini và tầm nhỏ. Thì bây giờ Đỗ Sinh sẽ giới thiệu trước với các bạn. Vâng, bây giờ chúng ta cùng với ông Phạm Minh Châu giới thiệu, giao lưu một tác phẩm nho nhỏ thôi. Đó là một cây lộc vừng. Rất nhỏ, xinh. Dáng rất đẹp. Vâng. Đấy. Rồi. Cành cuộn. Đây đi. Coi như là dễ nó nắc trong rồi chứ. Vâng. Thành một khối rồi đấy. Vâng. Vâng. Anh quay hết vòng đấy. Đấy, sang bên này đấy, nhìn bên phía đối hai diện. Mặt đều đẹp. Hai mặt đều đẹp hết. Vâng. Với chiều cao khung cây này chắc chỉ khoảng 40. Vâng, 40. 40 không? Đến 40 không? 40. Vâng. Vâng, bây giờ chúng ta quan sát cái phần kỹ nhất là cái gốc này. Và cái đường đi của thân. Cây nhỏ bé rồi nhưng mà rất già. U cục đầy mình.
một cây lộc vừng để bàn, để phòng khách, rất tuyệt vời. Mà cây này lá là rất nhỏ nhá các bác, rồi sau đây chúng ta bấm liên tục nó còn nhỏ nữa. Đấy. Trên một cái chậu tròn, đường kính chỉ 20cm thôi. Vâng, một tay nhấc lên được anh nhá. Đấy, Đỗ xin nhấc một tay lên. Và cây này anh Châu ơi, cây này anh báo giá bao nhiêu? Cây này 3 triệu. Giá 3 triệu ạ? Vâng. Giao lưu cây lộc vừng, tác phẩm đầu tiên trong cuốn video này, với giá 3 triệu. Đấy, bây giờ có thước rồi, chính xác nhất anh bật cái chiều cao lên. Lúc nãy mình áng áng khoảng 40, nhưng bây giờ không biết có nổi 40 không? Đấy. 35. 35 đúng không? Đấy, lúc nãy gang gang ướm ướm. Được rồi, giá 3 triệu. 20. Ok. Vâng, bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta đến tiếp những cái tác phẩm phía bên này. Đó là cây si này. Một cây si mà bình thường ra một cái gốc si, một cái thân si đơn giản thôi thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng cái chỗ này nó lại tách ra làm đôi. Đây là gốc nhá. Thoát thân lên khoảng 40cm so với mặt đất, lại tách ra. Nó có cái hình thù như là chúng tôi vẫn cứ bảo nhau nó như là một cái trái tim ấy. Đấy. Tách đôi thân ra xong lại chập vào. Với cái độ cung lượn rất giống một cái trái tim. Đấy, xong lên đây mới chia tay cảnh. Đấy, đây là cây si. Đấy. Và mấy anh em còn có ý kiến nữa là vui, nó như là một cái cúp ấy. Và đây, rất giống cái cúp. Đây tôi lùi ra xa để chúng ta nhìn thấy rõ tất cả tổng thể này. Nó như là cái cúp đúng không anh? À, đấy anh kiểm tra cái chiều cao này. Cái này là 1m1. Rồi. Vành thân. Được rồi. Quá nghệ thuật đấy. Đấy, vừa là hình giống trái tim nhưng mà lại vừa dần giống cái cúp ấy ạ. Đấy, các cái cúp bóng đá này, cúp nọ kia, các cái phần thưởng người ta hay tặng nhau ấy. Vâng, hay giành được. Anh đứng cạnh tôi xin kiểu ảnh này. Rồi, đứng sang bên này, của đây là vướng cái cây sứ. Rồi, đứng đấy nhá, tôi chụp nhá. Rồi, cây này mà giao lưu giá bao nhiêu hả anh Châu ơi? Cây này là giá 25 triệu. Giá 25 triệu. Và vâng, cũng là dòng những cây mà có cái nét rất là nghệ thuật đây. Cổ lắm đấy, lâu năm lắm. Đấy, phía sau bệ rễ cũng như phía trước rất đẹp. Trên một cái chậu đồng nai sẵn chơi rồi. Chậu này là chậu 50. Đường kính chậu 50 à? Vâng, đấy, đo luôn để anh em chúng ta hình dung ra được. 50. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây cây xanh, chỉ là cây xanh quê thôi. Nhưng mà cái nét đẹp của cái xanh quê này chúng ta cần phải so sánh này. Đó là cái lá nhá. Chúng ta nhìn lá nhá. Lá rất nhỏ và phẳng đá rất đẹp. Đây. Đấy. Cái mùa này mà nó như thế này vậy, cái mùa đông mà bấm liên tục thì nó còn nhỏ nữa. Nó sẽ ở cái tình trạng là sẽ nhỏ như thế này thôi. Đấy. Mũi hài rất đẹp. Già đanh lại ở đây. Và để trên một cái chậu rất mỏng, rất là nổi cây. Cao 50 à? Chiều cao bao nhiêu anh? Cao 50. Cao 50. Chỉ dê tầm 45 là đúng rồi. 40, nó chỉ có 40. Có 40 thôi mà đọc 50. Đây, 40. Đúng rồi. Đấy. 40. Chiều này 60. Cây này khoảng bao tiền ạ? Cây này giá 7 triệu. Giá 7 triệu. Vâng, được rồi. Vâng, anh Châu lại giới thiệu với chúng ta một cây bonsai
rất đặc biệt, đó là cây chanh ăn quả. Đấy. Nhìn cây chanh rất khéo nha. Làm lâu lắm rồi đấy anh chị. Lâu lắm rồi đấy mới được cây chanh như này đấy. Tuyệt vời rồi. À. Hoa. Mùa kia nó có hoa đẹp. Và cũng là những cây để bàn rất hay. Con gà cọc tác lá chanh đây. Nó cao thì 35 phân. Cao 35 cm. Mà sải tán cũng được 35. Cái này lúc hoa nó ra, ngày mai hoa nó ra. Vâng, hoa chanh quả chanh. Thơm lắm. Cây bonsai ăn quả cũng khá là đẹp, chơi cũng hay. Mà lá chanh nó cũng lại nhỏ cơ. À, thỉnh thoảng ta lại có một tí thái vào đĩa thịt gà cũng ngon. Vâng. Thơm. Và báo giá bao nhiêu anh? Cái này có giá 4 triệu. Giá 4 triệu. Vâng. Vâng. Được rồi. Vâng, chúng ta đang nói về cây chanh bonsai. Thì tôi lại được anh Châu đưa đến một cây chanh tầm to hơn, dáng trực huyền. Nhưng mà đang sai chữ quả luôn. Sải là 1m3. Bao nhiêu? 1m3. Sải tán xà xuống là 1m3. Được rồi. Chum chanh. Đặt trong một cái chum à? Vâng, cái chum này. Chum chanh. Vâng. Rất đẹp. Quả quanh năm. Cái này chanh này nó là chanh tứ thời. À, nếu quả quanh năm là chanh tứ thời rồi. Chanh tứ thời đấy. Đúng rồi. Chanh ta ngày xưa các cụ. Vâng. Em nhiều cái này lắm. Hay nhỉ, chơi thế này độc đáo đấy. Cái này sân thượng viên kiếp để thoải mái. Ừ. Thì cái chum này quanh này lượng đất cũng khá nhiều ấy, không phải ít đâu. Bê được lên xong để ở góc đấy. Quả quanh năm. Thế là có quả giải khát, ăn rau muống, nước canh, nước hết. Tuyệt vời. Những cây như thế này thì giá bao nhiêu anh? Cái này 8 triệu anh. 8 triệu, anh có khoảng mấy cây như này? Không to này thì có, nhưng bé hơn thì có 100 cây. Thế kìa? 100 cây. À, ui dồi ôi. Vâng, vâng. Tức là cái chum bé hơn. Được rồi. Chum to này thì còn 1-2 cái. Ok. Đây, thế còn cái mảng này tôi thấy anh có cây si này cũng hay này. Đây, cây si đây. Si cổ. Vâng, cây si này đẹp ấy. Đây, cây si nhà tôi lấy ảnh cả cây này đấy. Cao tầm 55 phân. Cao 55 cm. Trải tán ra cũng được 60. 60. Cái này anh báo giá bao nhiêu nhỉ anh ơi? Cái này là 9 triệu anh. Giá 9 triệu. Vâng. Si búp hồng. Vâng. Si luôn. Vâng, chúng ta lại chuyển tiếp đến một cây si nữa. Cây số 1 nhé. Không, không cần số đâu. Cái số điện thoại mà tôi cho trên màn hình của anh Châu Giang cũng chính là số Zalo luôn. Các bác mà giao dịch tác phẩm nào thì sẽ chụp lại hình để gửi cho anh Châu hoặc là tả cây. Vâng, đây là cây dáng thác đổ. Mà cái độc đáo là lại ôm trọn một cái lọ đằng sau. Đấy, nó như là cõng. Đấy, đây nha, phía bên này này. Để tôi chuyển ống kính sang phía bên kia để chúng ta xem này. Vâng, phía bên này mới nằm mặt phải này. Đấy. Gốc si, gốc chính của nó thì là nằm trong cái chậu. Đấy. Xong người ta để cái vỏ ở đây nó bò nó quấn luôn. Xong thì người ta đặt cái chum ở đây thì là dễ lại chui vào trong này và quấn xung quanh luôn. Thế đấy, tạo được cái nét thân rất quái của cây si. Vâng, tác phẩm này thì chắc phải hai người bê rồi. Vâng. Anh đo nhá. À, anh đo tí, đo tí. Đấy, sải tán bay xả xuống là phải 1m1. Được rồi. Thôi đo từ miệng chậu lên đến đỉnh của cái lá cao nhất đây, thế thôi. 7 luôn.
70 à? Vâng. Và giá báo bao nhiêu anh? Cái này có giá 60 triệu. Giá 60 triệu. Vâng. Xin kiện hoạt đấy. Vâng, tiếp theo chúng ta đến với một cây găng tu hú này. Chiều cao 60. Chiều cao 60, ok. Bệ rất to, gần kín miệng chậu luôn. Cái này là chậu chậu 40. Chậu 40, mà chậu này là chậu tàu à? Chậu tàu. À, chả làm giả gốc cây không ạ? Găng tu hú. Cây găng này báo giá bao nhiêu anh nhỉ? Giá 4 triệu. Giá 4 triệu. Và rất dễ chơi. Vâng, ở vị trí này tôi thấy có một cây sung dáng hoành. Rất đẹp. Cũng là rất nhiều quả rồi. Đây, đoạn tí tôi quay đến. Tôi chạy đến đây, phía bên đấy. Đấy. Vườn dáng hoành ra khỏi mặt chậu cũng khá xa. Vâng, đây là phía bên mặt phải của cây này. Cây sung này giá bao nhiêu anh ơi? 4 triệu. Và xải ra làm mét mốt. Được rồi. Vâng, tiếp đến chúng ta chia sẻ một cây cần thăng. Xải bao nhiêu? 70 ạ. Và cây cần thăng. Đấy, có một cái đường đi của thân cũng rất là huyền ảo này. Lên trên đỉnh của một viên đá xong lao xuống này. Sắt mép chậu, sau lại bay ra xa này. Cây cần thăng này giao lưu giá nào anh ơi? Cái này là có giá 12 triệu. Giá 12 triệu. Và vâng, giới thiệu với các bạn đây là một cây quất. Mà cây quất cái mùa này lại đang rất rực rỡ hoa đây. Bắt đầu bắt hoa đây. Đấy. Bắt hoa. Rất thế. Đây là phục vụ của Tết. Chúng ta đang ngắm một cây quất có cái bệ gốc rất lớn, là một cái cây quất bonsai, quất thế để chơi Tết đây. Vành 42 phân, 42 cm vành thân. Cái này là phục vụ Tết. Vâng. Số lượng thì rất nhiều. Số lượng mà những cây có cái chất lượng bonsai như thế này có khoảng bao nhiêu cây? Tầm khoảng 500 cây. 500 cây như này. Vâng. Khủng khiếp nhỉ. Đấy ngoài kìa. Vâng, đúng như là cái logo phía bên kia chúng ta vừa mới giới thiệu lúc đầu, tinh hoa quất Việt. Là cứ mỗi độ xuân về thì Châu Giang Bonsai chuẩn bị cho làng chơi chúng ta rất nhiều quất, bưởi và đào. Vâng. Vâng, chúng ta đến với quất rồi, bây giờ chúng ta đến với một cây bưởi xem sao. Đây. Đấy, một cây bưởi đặt ở vị trí này. Mà cũng rất là sai quả. Quả nguyên bản nhé, không ghép. Vâng, không có ghép trước gì hết đấy. Rất đẹp. Đây. Mà anh sử dụng vào những cái chậu cũng rất đẹp nhé.
chậu này toàn chậu gốm cũ đây. Đấy, đây là cây bưởi. Ví dụ như cây bưởi này thì giá giao lưu khoảng thế nào anh? Chỉ rơi tầm 8 đến 10 triệu. Vâng, từ 8 đến 10 triệu. Vâng, chúng ta đi thêm một cây ăn quả bonsai rồi, bây giờ đến cây hoa bonsai. Ví dụ đây là một cây trà này. Cây trà này, cây trà thâm. Trà thâm à? Trà thâm, trà cổ đấy. Trà thâm, trà cổ Nam Định đấy. Vâng, có đường vanh của nó là 50 phân. Vanh 50. Trà thâm hồng bát diện. Thâm hồng bát diện, đúng rồi. Thế là nó là to, cắt hết. Cây trà này khoảng bao tiền anh ơi? Cây này nó có giá tầm 120 triệu. 120 triệu. Anh kéo ở cái chiều cao đấy luôn. Cái này có 1 mét. 1 mét. Rồi. 120 triệu. Và để kết thúc cuốn video này chúng ta đến tiếp với một cây quất nữa. Đấy. À, cây quất tầm nhỏ, hai người bê nhẹ nhàng này. À, với cái số lượng như anh Châu có tiết lộ với tôi là có khoảng độ vài trăm cây như thế này. Đấy, với cái dạng chất lượng cây như thế này, này. Còn những cái cây mà nó xấu xấu hơn thì còn nhiều lắm. Đấy, đây. Đang bắt đầu bắt hoa. Vâng, à, ví dụ như những cây quất mà chất lượng như thế này thì giao dịch giá bao nhiêu anh? Như Tết nó tầm khoảng 10 đến 12 triệu. À, 10 đến 12 triệu. À. Anh báo giá là báo giá bây giờ hay là báo giá dịp Tết? Không, có thể là bắt đầu từ bây giờ đến Tết đấy. Bắt xong quả cái là khách đã mua từ cho đến Tết rồi. À, vâng, vâng. Thì người ta sắp chậu này, người ta đặt tiền, người ta để ở đây luôn. Vâng. Tết người ta lấy. Tết lấy. Vâng. Rồi, còn ok. Có thể chơi luôn thì vẫn được. Được rồi. Và với cây quất cảnh Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. À, tiếp tục giao lưu với Châu Giang Bonsai tại xóm 2, xã Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định. À, trong cái dịp mà chúng tôi thực hiện những cuốn video này từ ngày 22 tháng 6, 2021 tại Châu Giang Bonsai. À, số điện thoại của Châu Giang Bonsai dưới dòng chữ Châu Giang ở đầu và cuối video. Và trên cái lời giới thiệu, cái tiêu đề của video tôi cũng ghi số điện thoại của Châu Giang để chúng ta tiện việc giao lưu.